chị nhìn xa xa thấy có một chú chở chiếc xe lăn, xe này là xe lắc anh chị. Thấy quen quen không? Đây là anh Hương. Anh mua cái xe lắc này ở dưới thành phố Bến Tre đó anh chị, để tặng cho một cô bán vé số. Thấy mỗi lần là mình đi mua đồ là phải mua tuốt ở thành phố Bến Tre đây, rồi phải chở chạy lên tới nhà ảnh ở trên Phú Đức, ở trên Châu Thành á. Hình như em nghe nói là hình như bữa nay là cho ở cái xe này tặng ở như là Tiên Long. Rất là lớn, rất là dài, dài thòn luôn. Ổng chạy mình ổng giống như là hai đường, không ai dám tiếp cận với ổng. Ổng không chạy ổng không này ca? Được hả? Chạy hoài hả? Chạy hoài hả? Cái xe này mình chở nó rất là cần càng anh chị. Chạy từ đây lên tới nhà đi chắc khoảng gần cả tiếng đồng hồ, đâu dám chạy nhanh. Chạy nhanh nó cần càng, khi quẹt dao quẹt đồ nguy hiểm lắm. Mỗi lần mà mua cái xe lắc mà để mà tặng cho bà con là đi là rất là vất vả. Nhờ có cái ba ga mới chở được, chứ không có ba ga là khỏi chở luôn. Anh là ăn luôn, anh là khỏi chở luôn. Anh Hương thì ảnh quen chở mấy cái này rồi anh chị. Em là thua, chở không được, cần càng lắm. Anh chị thấy hôm trước mà hai anh em mà đi cho cái xe lăn ở bên Châu Thành á, đi như vậy là thấy là vất vả rồi ha, mà còn đi giày nó còn vất vả hơn nữa. Thì đi chợ lách đó, bữa đi cho xe lăn ở chợ lách đó. Rồi bây giờ thì tụi em sẽ tắt máy nha, để lên tới hộ gia đình, để có gì em sẽ ghi hình tiếp cho anh chị mình xem thử coi là anh Hương hôm nay là cho cái xe lăn này là cô đó như thế nào nha. Hai vợ chồng em cùng với anh Hương đang ở xã Phú Đức anh chị. Anh chị thấy vườn sầu riêng nhìn thấy mê không nè. Rất là đã. Sầu riêng này cũng cẩn thận nha, sợ u đầu hả? Mập ở ngoài á. Đó không? Sầu riêng dài quá trời sầu riêng luôn anh chị. Ở trên nè. Nó leo dài ở trên luôn. Ở đây quá là trái luôn hả? Trời ơi có trái. Đeo cái nhỏ à. Nhưng mà sầu riêng này sầu riêng còn non anh chị. Chưa chín đâu. Ê đi hồi có khi nào thấy sầu riêng rụng không ta? U đầu như chơi nha anh chị. Tối cái này mà đi vô mà lớ quớ là chui vô một cái là u đầu á. Ngay đây là ngay tầm đầu luôn nè. Ngay tầm đầu luôn hả? Có nào đi hồi lụm có nào thấy sầu riêng rụng không ta? Không có hả? Tưởng có được có sầu riêng rụng chứ. Anh chị nhìn thấy thấy mê luôn. Nè cây này mới nhiều trái nè. Cây bên đây là cả đống luôn nè. Đâu? Nhưng mà thấy người ta buộc cuốn sẵn anh Hương ha. Sao có buộc đâu. Quá trời trái luôn. Đi này lớ quớ là u đầu như chơi ha. Thôi bưởi lòng thòng bên kia nữa kìa. Trái cây ở Châu Thành nhìn là mê luôn anh chị. Rồi đi tiếp thôi. Đau bụng hả? Nãy giờ đói dữ hả? Nhìn thấy đã rồi chưa? Nhưng mà sầu riêng non không anh chị ơi? Này chưa tới mùa. Tại vì như là người ta cũng xử lý nó có một vụ vậy đó. Mới đầu em tưởng là giống như là nó sẽ có trái chín chứ. Ai giờ? Té non không à? Hai ai thấy mời chưa? Đó. Để mốt à. Chuối sống.
đây là chôm chôm. Chôm chôm thì chưa có trái. Vô đây mát mẻ ha. Sầu riêng và chôm chôm. Đi vô vườn à, mát mẻ, nhìn rất là đã anh chị. Gì? Lục bình. Bèo nè, cái ao mấy cái này chắc nuôi cá nè. Ở đây thì người ta trồng sầu riêng là chính. Sầu riêng chôm chôm á hả? Chưa, chôm chôm tao phải có mùa, tới mùa. Còn cây gì chết, chết khô rồi nè. Chết khô rồi. Bưởi, bưởi. Đây. Đây tụi em đã đến. Đây là quán khu vườn xoài organic Nhật Lan. Vườn xoài. Đói rồi hả? Đó, nhìn đã ghê không? Đây là vườn xoài. Trời ơi, cái trái ở dưới kìa, nó xà ở dưới kìa. Đó, em mới nói là trái đó ăn được lắm nè. Đâu cầm nó thử coi. Cầm chừng rụng nha. À. Nhìn đã ghê chưa anh chị? Đây là vườn vườn khu đây là vườn xoài không à. Nè. Nè, trên đầu em nữa nè. Trời ơi. Cái này hái xuống ăn đại liền được á. Quá mê luôn ha. Không biết xoài chua hay ngọt không biết. Xoài organic. Thấy không? Xoài chua hay ngọt đây ca? Hả? Xoài này là chưa, vậy là chín chưa? Chưa. Chưa chín hả? Nó vàng mà nó chưa chín hả? Vàng ta bọc á. Vậy hả? Còn mà nếu không bọc thì nó tanh. À. À. Đụng đầu luôn nè. Đi về đụng đầu luôn nè. Xoài. Quá trời xoài luôn. Xoài và bưởi. Nãy xe vậy mình chạy vô tới đây luôn á. Tự nhiên bỏ ngoài. Trời ơi, nhìn thấy mê nè. Đó. Hả? Nhìn đã ghê chưa? Chụp hình hả? À, à còn trái này, trái này xấu xấu rồi. Hư rồi, trái này bị này xấu rồi. Xấu rồi. Mũ không. À. Đó, nhìn xoài thấy mê chưa anh chị? Này là vườn xoài này là ở trên Châu Thành, thuộc xã Phú Đức. À bên đây hả? Nhóm này hả anh Hương? Có hiền xuống không? Hả? Xoài thấy mê luôn. Mê luôn. Quá trời xoài luôn. Ở đâu? Bên kia nữa hả? Đây dạng như là người ta cũng làm các dịch vụ ăn uống rồi đó anh chị. Đã ghê không? Trời ơi, kìa đại ca Hương kìa. Mê chụp hình lắm. Hôm nay hai vợ chồng em với anh Hương đi ăn trực nha anh chị. Đi ăn trực. Đi ăn trực. Đi ăn bánh xèo nè, với gì nữa em? Bò hả? Gỏi ăn. Ốc. Này là ốc đắng. Với lại gỏi sầu. Gỏi sầu, gỏi bò. Bò. Với bánh xèo. À, rất là ngon ha. Rồi bây giờ tụi em sẽ ăn tí xíu nha. Đói quá trời đói rồi. Đây, ở đây là món này là món bánh xèo hến anh chị nha. Bánh xèo hến. Dạ. Bánh xèo hến. Tự nhiên thích kia dùng lấy nha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, rất là dễ. Dạ rồi, anh cảm ơn. Miếng nó kề đi. Cái này nè. Thấy không, tao không
tới biết luôn mà. Thấy vàng vàng thấy sợ. Đâu có vàng vàng. Nhiều khi lộn cái lộn màu vợt hơn. Có đâu đây nè, nói cái chà chà. Lộn màu vợt hơn. Đâu sống em đây. Nói đi nè. Nói đây nè hả? Để này ngồi đi, anh lên đây rồi đi lên cháo ốc. Chảo ốc luôn. Nó lửa lên em giữa. Ủa Vũ Hồ không đãi. Dạ, Vũ Hồ không đãi hả? Mà Vũ Hồ không đãi. Quẹt. Nó quẹt nồi lửa lên em. Nồi lửa lên. Chưa ép đây. Trời ơi, ok. Nồi lửa lên em, tay em ta, tay. Ăn bánh kẹo trước đi. Mày nói là vừa. Cái nóng bên ngọn. À, đây là món cháo ốc đắng nha anh chị nha. Ốc đắng rồi gỏi ốc đắng nữa. Gỏi ốc đắng nè. Còn bên đây là bánh xèo. Đại ca Hương giờ đói quá rồi. Giờ bào lẹ. Nè này là bánh xèo hến nè. Có gà kho dừa không? Bánh xèo hến. Gà kho dừa. Cái này là bò bóp thấu. Dạ. Hôm nay là lên đi ăn con nói là con với ông Hương đi ăn ké 8 tháng 3 ông không chịu. Nó đi ăn trực. Nay là 8 tháng 3 mà. Rồi ăn bánh xèo thôi. Cái gì à? Ăn cái gì? Bánh xèo hến. Em nào dám ăn bánh xèo hến chưa? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn bánh xèo hến luôn nè. Hôm nay giờ là mình đi ăn ké mấy chị em phụ nữ đúng rồi. Ké là ké ăn tiệc. Ké gì? Ăn tiệc hả? Bánh xèo hến. Bánh xèo này. Nóng quá, ngon. Bánh xèo này thì chiên là có hến nè. Với củ sắn anh ha. Sắn ba gọi. Ba gọi nữa hả? Ừ. Ngon ha. Ủa em thấy có lá cách bên kia kìa. À, lá cách nè, lá cách thì thôi ăn gà. Ăn gà hả? Gà ổ lẩu. Còn này là gỏi ốc đắng nè. Ốc đắng với bắp chuối. Ốc này ai mà kiếm được mới có, mới lạ. Chỉ có con Hương này kiếm có thôi, nhưng mà có. Hôm qua hôm kia em đi ở bên ở chợ nè. Ở chợ chợ nào nè. Cái ốc đắng quá trời luôn. Trời đất ơi, có ngon dừa nó không ăn không có ngon mặt bằng ốc này. Ốc này lạ tông về cá điêu hồng á. À. Hồi tháng đó là em đi bán á, là cái bà mà bán má muống leo á, ở trong vườn ra là xách ba bịch luôn, em tính mua về ăn rồi, cái tự nhiên suy nghĩ chắc là bữa nay có lộc ăn nên không mua. Bốc luôn đi. Bốc đi, tại vì mấy cái củ sắn nè. Có. Hiện tại thì chiếc xe lăn anh Hương đã vận chuyển đến xã Tiên Long của huyện Châu Thành đây anh chị. Trong đoạn trước hồi nãy thì tụi em cũng đi vô dạng như là cái quán vườn sòi anh chị. Đó là thời gian đó là như là tụi em nghỉ ngơi tí xíu ghé ăn cái ngày 8 tháng 3. Ở địa phương người ta làm cái ta cũng mời tụi em đến ăn tí xíu rồi đó. Đầu hai anh em sẽ đi tiếp ha. Chở từ cái xe từ thành phố Bến Tre về tới Châu Thành đây nãy giờ đi hơn gần cả tiếng đồng hồ anh chị. Rất là xa. Tại vì cái xe này nó hơi cần càng nên là anh Hương phải chạy chậm chậm. Đó nó quẹt kìa. Nó quẹt cây chuối. Giờ càng có 1 cộng mà nãy càng 2 cộng. Nãy càng 2 cộng. Em thấy trời nó nhẩm quá anh ơi. Có tại đây nó cũng gần, tại gần. Đây sắp tới rồi. Em thấy nó hơi nhẩm nhẩm lên rồi. Ừ. Sắp tới rồi không sao. Em đi nó còn vô cái đường cây nhỏ nó kìa tìm rớt. Dạ gì cả. Không rớt đâu. Không là không gớt đâu. Anh chị thấy mỗi lần mà đi cho những cái chiếc xe lăn và những chiếc xe lắc tay này á thì đi lần nào cũng cực như vậy đó anh chị. Mình phải vận chuyển đến nơi gia đình. Rớt hồng lụm. Chạy sao nè. Chạy từ từ thôi. Ừ.
hồi đi vô trong vườn không biết sao mà chạy được đây. Vô trong quẹt vô cái cây chuối. Đây, chắc tới rồi đây. Chắc vô đường nhỏ thôi. Ừ. Giờ phải tha từ từ vào. Hôm nay thì em cũng đi với bạn Trung, với bạn Lan Thiên. Hôm trước đợt trước có đi cùng với tụi em đi phát quà ở Sơn Hòa đó anh chị. Được không? Được không? Ok, không sao. Vừa lọt, vừa lọt. Chừng chừng máng nha đại ca, tầm chậm thôi. Dễ vướng lắm á. Ồ, này chạy phải có kỹ thuật cỡ đại ca Hương mới chạy có kỹ thuật được. Nãy nhìn thấy cái góc dừa thấy hết hồn rồi đó. Đó, quẹt. Phải quẹt rồi. Đó. Chỉ sợ vô cái bá vô cái cây cứng thôi. Ừ, trời ơi, ông ngồi đó ơi. Bá vô cây cứng thôi. Nguy hiểm quá. Ở đây mà hót tìm vùng rộng. Thấy anh thấy chợ. Anh chị thấy không, chở cái xe lắc đi rất là cực. Từ từ nha đại ca. Ồ, hay quá. Trời, vòng 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 nè. Vùng đây toàn là vườn chôm chôm. À, tiên long bên đây trái cây cũng nhiều. Ồ, hay chưa, hay chưa. Đó. Đó, quẹt nè, quẹo nè, quẹo nè. Ồ, điêu luyện chứ. Hai vợ chồng mình nó già ngồi và... canh. Bình luận gì gọi là sao? Bình luận viên hả? Bình luận viên. Bình luận... Hay quá đại ca ơi. Hay quá, hay quá. Ồ, quẹt kìa. Từ từ nha đại ca. Trời, chậm chậm thôi, đúng rồi đó. Trời trời. Đây là những pha rất là nguy hiểm. Đó. Tới tới luôn, tới luôn bác tài ơi. Cái này phải nài cứng cơ. Đại ca Hương mới chịu nổi. Ồ, em cái mít em. Ơi ơi, cái mít trái nè anh chị. Từ trên xuống dưới luôn. Ơi ơi, nhưng mà mít non. Mít non không à. Tới gốc luôn á. Mít non không à. Mít nó mít non mà. Ông đi ông mệt rồi, ông kiếm đâu ra mua. Đợi khi nào khỏe khỏe mới mua nổi. Mua hồi phải chở về nữa. À. Đây là anh chị thấy anh Hương nài cứng ghê không? Chưa tới, chưa tới, còn vô nữa, còn quẹo nữa. Đó. Đó. Này là chạy phải là chuyên nghiệp lắm á. Thì vô trong đây nè mới có người khó khăn, em hiểu không? Vô sâu vậy mới có người khó khăn, chứ nhà mặt tiền không làm sao mà có người khó khăn. Ô cái con cày. Nè 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 nè. Ô ô, xe lên xuống 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 xuống. Đừng có chạy nữa. Ờ rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Nè em. Ừ, thôi sẽ chạy sẽ tới đường hả ta đi em. Sát vô. Để hồi về em cấp bằng lái cho anh nha. Ừ. Đó, quá trời luôn, chạy đúng là điêu luyện. À. Đường nó hơi nhỏ mà cái xe nó cần càng quá. Ô có chừng vướng không dây đàn nha. Rồi. Hả? À. À.
hai anh chị ngựa chiếc hả? Dạ. Dạ. Dạ gãy luôn hả chị? Dạ nó gãy luôn rồi. Ủa chị bây giờ là chị đi đứng đồ khó khăn dữ hả chị? Dạ bò không. Bò không rồi, hả? Dạ. Rồi chị cũng đi bán vé số hả chị? À cái xe này gãy rồi anh chị. Xe này đi bao nhiêu năm rồi chị? Dạ người ta cho em chắc cỡ 10 năm rồi. Trời ơi, vậy là em giờ cái mình hay. Cái mình cặp đây hả chị hả? Dạ. Cặp thêm cây sắt. Người ta cặp á mà người ta nói còn yếu lắm, xuống dốc cầu không được. Dạ đúng rồi, nguy hiểm quá. Dạ. Dạ. Dạ chào anh. Anh cũng tật luôn hả? Bị tật cái chân á. À anh cũng tật cái chân luôn, dạng như là nó giống như bị teo cơ hả chị? Dạ. Dạ. Giờ cũng nhỏ như của em. Dạ. Rồi chị là giờ là chỉ có là mình không có xe thì mình bò hả? Bò thôi. Trời ơi khổ. Em bò với cha đầu gối luôn. Dạ. Còn cái xe này của anh hả chị? Dạ, chiếc xe đó cái anh kia ảnh thấy tội nghiệp quá. Dạ. À, ảnh xin rồi mà ảnh không có đi, ảnh còn đi được á. Dạ. Hai vợ chồng á tội nghiệp quá nói thôi tao cho lại mày mày phụ bán cái số đi. Dạ. Tao không có đi. Dạ. Ảnh xin đã đợi là không đi em cho lại. Dạ. Ở đây rồi anh chị có con không? Dạ em được đứa con 20 tuổi. 20 tuổi ha, vậy là cũng lớn rồi ha. Dạ. Anh chị nay bao nhiêu tuổi chị? Dạ em được 53 tuổi. 53 hả? Còn anh năm nay nhiêu tuổi anh? Tỷ. Tứ tỷ hả? Em không rành luôn. Dạ. 56 tỷ. Dạ. Hàng ngày đi bán được nhiều không chị? Dạ 70. 7. Chị bán được 70. Dạ. Còn anh bán nhiều không anh? 50 thờ hả? À vậy là cũng ít quá ha. Tại vì dịch á người ta không dám lại gần mình. Dạ cũng khó. Dạ. Anh chị qua lại mua giùm. Dạ. Dạ, người ta cũng như là vô người ta cũng ngại tiếp xúc với mình ha. Dạ. Chị là tên gì chị? Tên Phượng. Chị tên Phượng ha. Còn anh tên gì anh? Anh Sương. Anh Sương hả? Dạ. Giờ hai vợ chồng có tật hết trơn à, đi bán vé số thì thương. Thấy chị bây giờ đi cái chân giết giờ. Cái chân đi mấy chục năm bò giết nó. Dạ. Có khi nó nhức quá trời nó gục. Ngồi giết nó co lại cái dạ. Nó về ngắt không biết đau. Dạ. Nhưng mà chị cái tay chị vẫn có sức khỏe để mình lắc cái xe này ra tới ngoài hả chị? Cái tay lắc ra tới ngoài nhưng mà gồng hết cả cái thân thể. Dạ. Cái có bữa nó phù mình hai dài. Dạ. À. Có bữa thì nó không phải như được. Phải như chị mà phải như mà có được thêm điều kiện gì cái mình làm mình chế cái xe đó chị, chế cái xe để cho mình chạy ra ngoài được luôn á, xe giống như xe điện á. Nhiều quá tới 4 triệu mấy. Dạ tiền làm. Dạ bởi vậy ta nhiều tiền mấy là không có tiền làm. Dạ tại chị bệnh hoài hả cưng. Dạ chị bệnh 7-8 chứng bệnh, bác sĩ cho nằm viện nữa mà nằm viện không có người nuôi rồi chị. Dạ mỗi ngày mỗi uống thuốc. Dạ thuốc bệnh sao nữa chị bệnh sao nữa? Chị bệnh cái cuộc sống chị nó bị co vậy nè. Dạ. Viêm cuộc sống có gì điểm á. Dạ. Chị chưa mổ mà chị không có mổ rồi mổ. Dạ. Thì không biết sao rồi với lại máu nhiễm mỡ rồi. Dạ. Men gan cao rồi viêm dạ dày. Dạ trời ơi quá tay bệnh luôn. Viêm mũi. Dạ. Mũi chị nặng tối ngày hà nó chảy mũi tối ngày luôn hà. Dạ. Rồi nó bị máu nhiễm mỡ nữa. Dạ. Rồi, lên trăng, cưng ơi. Quá tay bệnh hả chị ha. Thuốc uống ngày bụp bụp. Dạ. À, đây bây giờ cái xe bắt đầu là mình ráp cái xe. Xe này để cho nó có cái mùi cho nó mát á anh. Dạ. Rồi cho mát. Đi dằn nắng tối ngày luôn. Dạ. À, vậy là mát. Đó. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Chị bò ra chị leo lên được không? Đâu mà dây sao chỉ ra? Bò ra leo lên thôi nổi. Có để đây hả? Đẩy tới đây chị mới lên được hả? Để nổi. Đẩy xe dạ. Ra đi, đẩy xe ra đẩy. Đẩy cái xe đó ra em. lắc ở chung đúng rồi chung. Lắc á. Cái xe này á là phải lực tay khỏe lắm mới lắc nổi á. Chứ không thôi lắc không có nổi. Thì đuối luôn không nổi luôn. Dạ, mừng dữ hả chị? Mừng quá. Khoan chị để rồi, đó chị đó đi cái anh Hương anh chụp tấm hình cái. Dạ. Rồi cái chị ngước lên nhìn ha. Dạ. À đúng rồi, đó theo người ta nó đi người ta biết. Anh chị thì bây giờ là mình đi đứng đồ khó khăn lắm chị. Tại
bệnh gì quá yếu. Dạ. Giờ đi đứng không được thì cái xe này giờ có thì cũng mừng. Xe cũ thì cũng hư rồi anh chị. Hả? Ngon hả chị? Dạ. Dạ. Vậy rồi, ví dụ như là mình lắc, em thấy mà chị lắc từ đây đi ra ngoài vất vả lắm á. Mà đi bán lần xa dữ không chị? Tuốt ngoài lộ đường qua bên mềm á. Dạ. Tuốt bộ đó rồi quẹo lên cây xăng á. Dạ. Đậu đó các anh chị vô đổ xăng á, qua lại. Dạ. Mua giùm. Dạ, cực quá trời luôn. Tại lên xe thấy mệt. Dạ. À, chị thấy cái chân của chị nhỏ xíu à, nhìn thấy thương. Tại nó có dạ. Cái nhồi với nó gút. Dạ. Còn à, căn nhà này căn nhà tình thương luôn rồi. Dạ, ta cho nhà tình thương. À, căn nhà này căn nhà tình thương luôn anh chị. Nhưng mà có về được cũng mừng ha chị ha. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. Nè em. Nè, em cầm chai dầu. Với em lấy cái kinh phí của anh nhóm anh chị mà cũng ba tặng cho chị, anh chị. Đâu coi. Nè kéo giùm anh đi, lấy 400.000 đi. Đây nè, đây nè. Trời. Trời. Rồi em tặng cho anh chị 400.000 đi. Dạ. Dạ đây thì như là em cũng tặng thêm cho anh chị ở đây là 400.000 với chai dầu nước xanh để chị sử dụng ha. Dạ, để anh chị sử dụng. Dạ, cảm ơn. Dạ, ở đây là của các anh chị nhóm 143 gửi tặng cho chị ha. Dạ. Cái xe lăn mừng thì còn cho thêm 400.000. Dạ. À, cái xe lăn này là ở bên anh này cho nè. Dạ. Của anh này nè, của anh này anh Hương anh xin cho chị đó. Cảm ơn anh Hương. Mới dạ. Hôm qua là ngày nay có. Dạ. Mừng quá. Dạ. Trời luôn. Rồi vậy rồi đi bán tính ra ngày đâu vậy cũng đâu có đủ sử dụng đâu chị. Dạ không có tiền. Dạ, rồi con của chị giờ có đi làm gì chưa? Con còn nhỏ rồi mấy người ta chú Út nó mới đưa vô mần tại không đủ tuổi làm á. Dạ. Mới làm giấy đủ tuổi chút đưa vô. Dạ. Chút nó. Dạ. Mà dịch này quá hàng không có làm. Dạ. Hàng cũng làm cũng khó ha. Dạ. Dạ. Ở đây đúng ra là cái đúng là ha, cái nền này chị đi mới được chứ mà còn thôi không có cái nền này đi chắc xi măng đi chắc chết luôn á chị. Không có bò nổi. Dạ. Nổi. À, nhiều khi đám dỗ bên má mà không có bò qua nổi luôn. Dạ. Đến nào thương thì bưng gì cho ăn đi chứ. Dạ. Dạ rồi thì em cũng đến thăm anh chị tí xíu. Anh chị cũng giữ gìn sức khỏe để mình có sức khỏe đằng buôn bán ha. Cảm ơn nhiều luôn. Cảm ơn sự thật mà nói luôn. Dạ. Dạ. Em mừng quá. Dạ. À, thường chị bán ở cái đoạn nào chị? Chị nói là ở bán, đi ra lộ đây. Từ đây đi lên tới Tân Phú không? Dạ tới. Có lúc lăn tới Quế Thành luôn, lăn tới chợ Tân Thủy luôn. Nhưng dạ. Từ hồi dịch tới giờ người ta không cho đi nữa. À. Người ta dạ. Sợ bệnh á, người, dạ. Người ta kêu thôi giờ ở đâu ngồi nấy. Dạ. Đi ra chỗ nào ngồi ổn định á. Vậy là chị ngồi ở mặt tiền đường ha. Dạ. Để mai mốt đặng ví dụ như mốt có quà cái em ghé em tặng cho anh chị. Dạ. Đặng em biết cái điểm á. À, dạ. Chỗ cái cây xăng Tân Phú á. Dạ, dạ rồi. Cái ngoắc. Dạ. Ngoắc kia cây là ghé. Cây xăng Lạc Thành á. Dạ, cây xăng Lạc Thành anh ha. Dạ. Nhưng mà anh là sức khỏe chắc anh đỡ hơn chị ha anh hả? Dạ. Khỏe hơn ha? Dạ. À, người ta mới cho chiếc xe lăn á, đi dạ. Bán mà không biết lăn té hoài. À vậy là anh cũng ít có đi hả? Xe lăn này anh cứ đi hả? Đi bộ không hả? Đi bộ á. Dạ. Dạ. Cái anh kia là người ta cho ảnh á, mà cái giò nó còn cứng hơn cái dạ. Anh này. Dạ. Đi bộ á. Dạ. Cho mày nha, mày đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi thôi anh chị cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. À, bây giờ là có cái nguyên xe lăn mới để chị đi. Nhưng mà đi như vậy mà lắc tới lắc lui nó cực dữ lắm anh chị. Có cái máy hiên này che cũng đỡ nắng. Đỡ nó đỡ nắng. Cái này ví dụ như chị mở ra cái chị cụp lên, kéo lên. Dạ. À, còn cái xe lăn này xăng xe lăn cũ của ảnh lần trước. Còn cái chiếc này thì bị mục rồi, hư rồi. À, thấy rất là vất vả. Dạ. Mình kéo lên cho thẳng lên. Thí dụ như đặng nó có ánh nắng rồi đó. Dạ. Ngon quá trời luôn. Dạ. Đầu không biết cái xe hư cái sao đi. Dạ. Anh chị thấy thì cái xe lăn anh Hương anh phải chở từ ở dưới thành phố Bến Tre lên tới trên Tiên Long đây ha. Tuy rằng là đi là rất là cực anh chị. Nhưng mà mình vào thì thấy cũng như là anh chị thì bây giờ đã bị như vậy thì như là thật sự là mình thấy tặng cái xe lăn thấy nó rất là xứng đáng ha. Cái xe lắc thì thật sự là cũng rất là mừng cho anh chị ha.
thì em cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân ở phía anh Hương rất là nhiều. Thì em cũng hỗ trợ thêm một ít tiền để cho anh chị mình mua thêm thức ăn ngon ngon để mình có sức khỏe để mình để buôn bán rồi anh chị ha. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Rồi thôi em xin chào.